Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Rồi, bạn nữ giới thiệu trước đi em. Dạ, em tên là Đỗ Ngọc Anh ạ. 23 tuổi, hiện tại đang làm xét nghiệm. Xét nghiệm cái gì em? Xét nghiệm máu tại dự phòng Bình Thạnh. Kỹ thuật viên lấy máu, thử máu đó, dạ. Đúng không em? Dạ, đúng rồi. Quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Củ Chi ạ. Bạn Ngọc Anh, 23 tuổi, làm kỹ thuật viên xét nghiệm máu. Bạn nam giới thiệu về mình đi. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn. Mình tên là Lê Thanh Nam, mình 30 tuổi. Công việc hiện tại mình là nhân viên văn phòng. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, ở Bình Chánh chị. Bình Chánh. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, nếu mà tính chính thức thì em chỉ một mối tình chính thức thôi. Bao nhiêu lâu bạn? Dạ, 5 năm anh. Wow, dạ. Mối tình 5 năm cũng khá dài nha. Nhưng mà chia tay bao lâu rồi bạn? Dạ, được hơn 3 năm rồi chị. À, 3 năm. Nhưng mà lý do chia tay bạn? Dạ, do là sức ép từ hai bên gia đình anh. Nếu mà gia đình cấm cản á thì không lẽ anh không có chính kiến gì về với gia đình à? Dạ anh... Dạ cái gì trời ơi trời. Anh cũng có giải thích và phân tích rõ. Anh muốn là người anh cưới về phải được lòng tất cả mọi người. Đúng rồi em ơi, thường á một bên á ngăn cản thôi là đã khó rồi, chứ huống chi mà hai bên ngăn cản. Cái này khó. Bạn gái trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một thôi ạ. Rồi cũng một. Chia tay lâu chưa em? Dạ chia tay hơn năm rồi ạ. Lý do tại sao? Lý do là tại vì em không có thích bị ràng buộc. Rồi giờ có bạn trai nữa thì cũng ràng buộc rồi sao? Em không có thích tính ràng buộc. À, sở thích của em là gì? Em rất thích ăn ạ. Ăn cái gì? Ăn một là những món em tự nấu. Là tự nấu tự ăn? Dạ. Cô này cũng lạ, thường thường là thích mình nấu để người khác người ta ăn. Nhưng mà cô gu lạ ghê nha. Và ngoài sở thích đó ra mà có sở thích gì nữa không? Dạ, đi du lịch ạ. Em thích đi với người lạ thôi. Ủa là sao? Thích đi với người lạ là sao? Tại vì em hay theo dõi những cái trang web tổ chức lịch đi á. À. Thì em đăng ký để đi theo thôi. Mình đi thì mình đi riêng xe của mình, nhưng mà ý là đi chung với đoàn. Thì ở đó toàn là người lạ thôi, nhưng mà người ta rất là thân thiện à. Người quen không có thân thiện đúng không? Người quen thì mình quen quá rồi. Nhưng mà nếu em đi nhiều vậy, tiếp xúc với nhiều người lạ vậy, thì trước lạ sau quen, thì đáng lẽ là em phải tìm được bạn trai chứ, sao em phải cần nhờ tới chương trình? Riêng em nghĩ là mình không có duyên. Không có duyên gặp được người mà mình thích. Em muốn tìm mỗi người bạn trai như thế nào? Em muốn kiếm người đầu tiên là ít nói rồi. Anh này ít lắm á. Anh ít nói. Đúng luôn rồi đó. Tốt bụng. Anh này tốt. Có thể bao dung. Bao dung có luôn. Xác định là làm ở thành phố luôn. Em có thể những cái dịp lễ đồ em vẫn thể theo về, nhưng mà xác định cuộc sống chính thức là ở thành phố. Nhưng mà ở thành phố làm dâu được không? Dạ được. Em có xác định ở thành phố hay không? Dạ, nơi nào môi trường tốt, tạo điều kiện cho mình làm ăn và phấn đấu tốt, mình sinh hoạt tốt thì mình sẽ ở. Nhưng cô kia cũng thích ở thành phố, mặc dù thành phố có đôi khi không có làm ăn được. Em đã muốn lập nghiệp và sinh sống ở đây, cho nên là về vấn đề đó thì em yên tâm. Rồi được. Còn hay gì nữa em gái? Dạ chỉ thế thôi ạ. Có đặt ra ngoại hình giống ai, tiêu chuẩn như thế nào vậy không? Dạ cái đấy em không quan trọng lắm rồi. Rồi có cái điều gì em không thích ở người bạn trai không? Em không thích cái tính gia trưởng rồi. Tại em quan niệm nè, đang yêu á thì đừng có bắt nhau phải này. Cảm giác hiền lắm, yêu thì phải lo. Làm cho mình thoải mái thôi, chứ đừng có bắt ép nhau dữ quá. Còn bản thân mình, em thấy em có ưu điểm khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em là rất là ngang à. Nói thì hơi nhiều, nhưng mà do trên đây ngại nên ít nói. À, nãy giờ là ngại đó hả? Dạ. À, chỉ vậy thôi phải đơn không? Đơn giản. Còn em bạn trai? Em thích tìm người yêu như thế nào? Dạ, biết sống, biết cư xử, hòa đồng với tất cả mọi người, biết kính trường trên nhường dưới, có lễ độ xíu này thì tốt à. Cái này thì dễ rồi. Dạ. Ngoại hình, ngoại hình. Ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng luôn. Chắc không? Dạ. Đàn ông cứ nói không quan trọng, quan trọng. Còn đến tuổi này thì chắc em cũng hết. Trời ơi, 30 tuổi mà đến tuổi này làm thấy ghê quá. 30 tuổi à, có gì đâu mà đến tuổi này. Hiền lắm, hiền khô à. Hiền. Nhìn anh né luôn thấy không? Anh có khuyết điểm gì không anh? Dạ, khuyết điểm thì ai cũng có, nhưng mà không có lớn, không có ảnh hưởng tới mọi người. Mình có cái điều gì mà mình không thích ở người con gái không? Đừng có bày thầy
Ông nhìn nó không gọn gàng, cái phong cách ăn mặc thì hiện đại nhưng mà đừng có hại điều. Tùy từng điều hoàn cảnh mà mình thích ứng với cái ví dụ như đó. Ngày hôm nay bạn gái lên đây tham gia chương trình, theo em nghĩ bạn gái mặc cái đồ gì là thích hợp nhất? Một chiếc váy xòe bình thường thôi là được rồi chị. Phải xòe mới được hả? Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Trong năm hoặc là qua năm hoặc là hợp thì đến với nhau bất cứ lúc nào cũng được chị. Mình đã chuẩn bị gì cho cái hôn nhân chưa? Dạ chuẩn bị từ 2 năm trước rồi chị. Nói chung bạn ấy dễ lắm, sao không được, mai cưới mốt cưới cũng được, nữa quan trọng là yêu nhau. Hôm nay lên đây tham gia chương trình thì ba mẹ có biết không? Dạ có chị. Có dặn dò tìm con dâu như thế nào, dặn dò gì em không? Dạ không, thì ba mẹ ở nhà cũng đối thúc lắm rồi. Một câu hỏi cuối cùng nè, em có ghen không? Dạ yêu thì cũng có ghen với chị. Ví dụ giờ bạn gái đi tiệc tùng rồi bận đầm có hơi sexy chút xíu vậy em có cho không? Mấy chuyện đó là bình thường hả chị? Được rồi, cảm ơn bạn. Dễ, bên đây dễ lắm, quan trọng ba mẹ thôi. Chào em gái. Chào anh. Anh đến hiền lắm, anh bảo đảm em nhìn là em chấm thôi. Bây giờ vấn đề làm sao để em chinh phục ba mẹ của anh ấy. Em rất được người lớn yêu thích. Ừ, cái này là được rồi. Dạ. Tự tin là được. Tự tin như thế được rồi. Ít ai ghét em lắm, tính em là vậy. Anh ấy rất hiền nha, dễ thương. Dạ. Em đã thấy cũng hợp đấy. Cặp này hợp đó. Ừ. Nhưng mà nếu như bây giờ anh tiến tới hôn nhân thì em chừng nào mới chịu? À, nếu mà em cảm thấy anh đó hợp với em được thì anh em... muốn trong một năm thôi đó, ba mẹ anh hối thúc dữ lắm rồi. Được không? Vậy phải do tình cảm quyết định chứ. Nếu mà bây giờ để em gặp một người xa lạ mà em bẻo một năm cưới à, em nói em thích chơi với người xa lạ. Em thích cách bạn thôi à. Thôi rồi, hai người sẽ nói chuyện với nhau nha. Nhưng vấn đề để anh hỏi người thân trước cái đã. Ý kiến người thân cũng quan trọng lắm. Dạ. Nha. Hôm nay em gái giờ... có đi với người thân không? Dạ có. Để em đi với ai? Em đi với bạn em hả? Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Em là bạn của Ngọc Anh từ hồi học cấp 3 tới bây giờ. Dạ, ở chung với nhà nó luôn. Bạn em rất là đơn giản, dễ thương, rất là dễ thương luôn. Sống thì rất là biết sống, ấn tượng về bạn thì rất là thích bạn. Còn về anh trai bên đây thì em thấy là anh rất là hiền, chín chắn và trưởng thành. Về ngoại hình thì rất là ok. Cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với người em họ. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào bạn. Chào quý vị khán giả. Em là em họ của anh hiền và rất nhiệt tình, anh cũng rất kỹ tính. Bên bạn gái bên này là rất là xinh, cũng rất dễ tính. Dạ em cảm ơn. Rồi cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Bây giờ thì tính hai bạn nha, mình tâm sự trực tiếp với nhau, có gì cứ hỏi ảnh nha. Anh hơi ít nói một chút. Kéo mà động đi. Bạn gái rất là mời xinh bạn. Luôn rất là dễ thương. Dạ chào. Anh làm ở đây lâu chưa ạ? Anh làm cũng được 4 năm, hơn 4 năm rồi. Anh có thích đi du lịch luôn? À, cái đó là sở thích, niềm đam mê á. Nhưng mà phải đi xe máy á. Anh cũng thích, rất thích đi phượt. Ủa vậy hả? Anh chạy xe tốc độ cao không? Nói chung chạy là miễn sao an toàn thôi chứ. Ủa vậy hả? Em chạy nhanh nhưng mà em chạy rất là an toàn. Hai người đi phượt chung thì ai chở ai? Dạ, tất nhiên là em phải chở chứ chị. Anh có để cho em chở không? Mình đổi tài cho nó vui. Tại vì đúng rồi. Dạ không, cái đó thì em phải đảm bảo sức khỏe để mà có một hành trình tốt. Em rất khỏe. Không, ngồi sau nhiều cái hấp dẫn thú vị lắm em. Mình thay phiên nhau vui mà. Dạ. Em sợ ngồi đằng sau lắm à. Ủa em tính chạy suốt luôn á hả? Đổi tài một chút thôi, nam người ta chạy 80%, còn em chạy 20% đoạn đường được rồi. Anh có hay nhậu không ạ? Anh đặt ra tiêu chí với anh chỉ cho một tuần anh chỉ được nhậu 2 lần thôi. Nếu anh xỉn anh gọi, anh có dám để em chở về không? Không, nếu mà anh xỉn á thì anh sẽ vào quán cà phê anh nghỉ ngơi một xíu. Trời ơi, lì quá trời thiệt chứ. Ra đấy bực bội à, không làm ai nữa, mệt nghỉ. Cho người ta chở vô kia đi, có sao đâu. Còn nếu mà mình cảm nhận mình đủ tỉnh táo chạy về thì anh sẽ về. Không, công an bắt mà. Nói chuyện khác, nói chuyện khác đi, đấy, trời ơi, thiệt tình. Nói chuyện tình yêu đi. Anh có muốn hỏi em gì không ạ? Chắc em hỏi suốt luôn đi em. Bây giờ em hỏi anh không trả lời được. Hỏi đi, hỏi kệ, hỏi nữa đi, hỏi thử coi. Tấn công tới tấp cho anh. Ngoài sở thích du lịch em còn sở thích gì nữa không? Em thích ăn lắm. Em rất thích được ăn. Như anh nấu em có ăn được không? Ồ, anh nấu dở cỡ nào em cũng ăn. Anh em, thì nấu thì không dở. Thôi,
chuyện yêu đương tình yêu hẹn hò gì ăn uống hoài đi chơi. Bây giờ mình hẹn hò nhau đi hẹn chơi hò sao mình đó? Hẹn hò sao nè, trai chủ động cái coi bây giờ hẹn hò với bạn gái thì sao? Hỏi sao giờ anh hỏi giờ em muốn đi chơi đâu anh hẹn đi chơi liền luôn, hẹn hò liền ngày đầu tiên đó, hẹn ở đâu? Cái đó thì chắc để liên hệ sau. Trời đất ơi, thôi bây giờ cảm nhận về nhau nè, bạn trai cảm nhận về người đối diện như thế nào, chia sẻ trước khi chúng ta quyết định. Anh thấy em cũng dễ thương, năng động, hoạt bát. Em có thích không? Dạ cũng thích. Anh hiền quá, anh hiền mà nhiều câu cần nói lại không nói được. Cái khuyết điểm lớn của anh là không tự tin trước đám đông. Anh cũng muốn chủ động và để cho em mình, nhưng mà thật cảm xúc nó đang rất là hồi hộp anh. Tiếp tục đi đó, được rồi đó, được rồi đó, được rồi đó. Hả? Em cảm nhận về anh như thế nào? Thì đấy, em vừa mới bảo ấy, anh có nói cái gì đâu mà em hiểu anh một tí xíu nào. Bây giờ ngày đầu tiên em hẹn hò với cô ấy, em sẽ hẹn ở đâu? Theo sở thích của em, anh rất chân thành và nhiệt tình. Đó. Nếu em đồng ý mình tìm hiểu với nhau thì anh sẽ đưa em về ra mắt với ba mẹ. Anh nghĩ cái tính em năng động vậy á, nhà anh có chấp nhận được không? Ba mẹ anh rất là hiền, nhiệt tình và thoải mái lắm. Dạ. Cho nên là vấn đề đó em khỏi lo. Thôi bây giờ một câu cuối cùng em tỏ tình, chứ nãy giờ cô chưa hiểu em nhiều. Đó, em thuyết phục một câu gì đó nữa. Mình đã lên đây rồi, mình cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và... Không phải câu đó. Mình nói từ trái tim mình, suy nghĩ gì cô ấy, nãy giờ mình cảm nhận thế nào, mình mong muốn điều gì. Suy nghĩ cho kỹ nào. Em, cô Khánh Linh, anh nói thật, nếu mà anh phải đi theo em thôi. Nào, nói gì đi em. Em không biết nói gì. Nói câu gì, một câu một thôi. Nói gì tận đáy lòng của mình rồi mình sẽ tiến hành đến bấm nút. Nói được luôn hả? Thôi mình thể hiện bằng nút bấm thôi. Ta đã nói ta thích thể hiện bằng hành động rồi. Lại rồi. Ép người ta hoài. Thôi bây giờ là giây phút quan trọng. Cả hai bạn đều suy nghĩ thật kỹ. Hãy đi đến quyết định bấm hay không bấm. Nào. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em không bấm nút? Em thích một người ít nói nhưng mà nói những gì cần nói. À, rất tiếc cho em đấy, anh nói thật. Cô gái rất là dễ thương. Cô gái dễ thương lắm. Cô cũng muốn bấm nút đấy nhưng mà không nói cái gì làm sao bấm được. Nhiều khi là em chưa thấy được cái điểm em thích. Mình có thể sau ngoài chương trình thì mình có thể gặp nhau ở ngoài và mình trao đổi thêm và tìm hiểu. Hy vọng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình. Có rất nhiều người đang theo dõi chương trình và biết đâu những người đó sẽ là một nửa của các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Chúc hai em may mắn trên con đường tìm thấy yêu thương của mình nha. Em cảm ơn.